chào tất cả mọi người. Hôm nay là Tuyết Nhung, Đức Thành đang có mặt ở là Nova World Phan Thiết. Thì đối với Nova World Phan Thiết, đây là một cái dự án mà mang cái tầm cỡ quốc tế. Yeah. Tại vì chủ đầu tư Novaland là đầu tư vào 5 tỷ đô để đưa cái vị trí là Nova World Phan Thiết lên cái bản đồ du lịch thế giới. Yeah. Thì theo Đức Thành, ở đây có những cái tiện ích như thế nào mà để giúp Nova World có được cái danh tiếng mà để lên cái bản đồ của thế giới? Yeah. Thì một vài tiện ích có thể điểm qua mà đã đi vào khai thác vận hành thì đội nổi bật nhất đó là cái khu quảng trường Bikini Beach chị em mình đang đứng ở đây. Thì sau này ở đây sẽ diễn ra rất là nhiều cái hoạt động ngoài trời, những cái khu gọi là vui chơi ở đây, và có thể tổ chức những cái buổi gọi là Hoa hậu Hoàng Vũ hoặc là Hoa hậu Thế giới ở đây để tổ chức casting, rồi những cái buổi bikini, buổi gọi là triển lãm bikini ở đây rất là nhiều. Và tiếp theo đó là đợt 30/4/5 thì cũng đi vào khai thác và vận hành cái Circle Land lên tới 1,5 hecta đó, và thu hút rất là nhiều lượng khách về đây. Đợt đó thì có 2 ngày thôi nhưng mà lượng khách đổ về Nova World lên tới 80.000 người á chị ạ. Rất là lớn. Wow. Yeah. Với cái số lượng người rất là đông khi các tiện ích chưa có hoàn thành mà đã 80.000 người đến đây trong 2 ngày lễ cuối 30/4/1/5 phải không? Dạ đúng rồi. Nếu mà sau này mà khi Novaland mà hoàn thành các cái tiện ích khác như là Arena nè. Dạ, rồi mấy quảng trường Arena, rồi sắp tới đây là gần đây nhất đó, sẽ là cái khách sạn Moambic đó chị, sẽ đi vào hoạt động tầm quý 3/2022 này. Dạ, nó sẽ đi vào hoạt động thì chắc chắn là cái lượng khách đổ về đây còn nhiều nữa. Dạ. Rồi có cái nhà hàng club Magra Club nè, rồi một vài cái club house của từng phân khu Florida cũng đã được bàn giao rồi đó. Khách hàng gần như là cái khu Florida 1 đó chị, thì khu 1, khu 2 rồi khu 7 á, thì khách hàng cũng được bàn giao nhà luôn rồi chị ạ. Đó là khách hàng cũng đã về đây để có thể trải nghiệm rất là nhiều ở đây rồi. Ồ, cái khu này đẹp quá ha. Ở đây là cái gì? Vòng xoay mặt trời phải không? Dạ. Cái khu vui chơi giải trí Circle Land đó chị, 1,5 hecta. Dạ. Và kế bên cái Circle Land thôi là cái công viên chủ đề 25 hecta. Thì ngày xưa mình muốn đi Disneyland hay mình muốn đi Universal phải đi nước ngoài đúng không? Thì thời gian sắp tới đây chị và gia đình chị có thể là tới Nova World Phan Thiết và trải nghiệm cái công viên 25 hecta này của Nova World Phan Thiết. Thì nó không khác gì cái Universal hay là cái Disneyland ở Hồng Kông cả. Dạ. Công viên tới 25 hecta lận. Dạ. Thì một cái ngồi những cái tiện ích đó ở đây thì Nova World Phan Thiết có cái điểm nhấn gì mà để cho cái khách đầu tư người ta quan tâm khi người ta mua đầu tư ở đây vậy Đức Thành? Thì nếu như chị và các nhà đầu tư có nhìn lại cái thị trường mà bất động sản ở Quảng Ninh đó, thì khi mà chưa có cao tốc, chưa có sân bay ở đó thì cái giá bất động sản ở đó rất là thấp đó. Nhưng mà khi mà đã hình thành cái sân bay và hình thành cái cao tốc rồi, di chuyển từ Hà Nội đi Quảng Ninh á, nó chỉ mất khoảng 2 tiếng đồng hồ so với 4 tiếng đồng hồ như trước đây á, thì cái giá bất động sản ở đó tăng từ 2-5 lần rồi đó. Thì Phan Thiết cũng gọi là một cái thị trường Quảng Ninh thứ hai, và sẽ không bao giờ có thị trường Quảng Ninh thứ ba nữa, tại vì ở đây nó sẽ đáp ứng đầy đủ là cao tốc và sân bay đó. Cao tốc sẽ được hình thành hoàn thiện vào cuối năm nay, đi vào hoạt động. Thì như hôm nay mình có chuyến trải nghiệm đó, thì mình đi từ Sài Gòn xuống Phan Thiết này mình mất hết khoảng tầm 4 tiếng rưỡi chị ha. Ừ, dạ. Đúng rồi. Thì sau này á chị đi, dạ chị đi khoảng mất khoảng 1:40 thôi. Trời. Nó còn gần hơn là chị đi Vũng Tàu nữa. Thì đây là sẽ là một điểm đến khá là lý tưởng cho chị đó. Và khi năm 2024 sân bay Phan Thiết nó đi vào hoạt động nữa, thì cái lượng khách miền Bắc đó chị, là bay như là Hải Phòng nè, Hà Nội nè, Thanh Hóa nè, họ bay trực tiếp vào đây luôn đó. Họ không phải bay vào Sài Gòn mà họ đi xe ra đây nữa, rất là tốn nhiều thời gian. Nên là khách hiện tại thì khách ngoài miền Bắc á, họ không thích du lịch ở đây nhiều lắm, tại vì họ phải di chuyển khá là nhiều đó.
Nhưng mà sau này khi mà Phan Thiết đã hình thành rồi, khi mà sân bay đã hình thành rồi thì chắc chắn lượng khách từ ngoài miền Bắc đổ vô đây rất là nhiều. Tại vì khi mà di chuyển từ sân bay mà về đây á thì nó mất có khoảng tầm 15 phút thôi chị. Dạ đó thì rất là thuận tiện. Và điểm thứ ba nữa đó là sân bay quốc tế Long Thành. Đó, khi mà sân bay quốc tế Long Thành mà hình thành vào năm khai thác giai đoạn 1 vào năm 2025 đó thì chắc chắn là lượng khách đổ về đây rất là nhiều chị ha. Đó, lượng khách quốc tế đổ về rất là nhiều. Và trung bình mỗi năm nói chung là một cái dịp lễ thôi mà đã 80.000 lượt khách về đây rồi á, thì một năm trung bình em nghĩ là Phan Thiết chỗ này á phải đón đâu đó khoảng tầm 2 triệu tới 3 triệu lượt khách. Đó, nên là cái số lượng căn mà 16.000 căn ở Nova World Phan Thiết này chắc chắn lúc nào cũng full vòng hết. Không đáp ứng được cái nhu cầu mà không đáp ứng của cái lượng mà du khách khi đến đây đúng không? Dạ đúng rồi. Nên là ngoài những căn biệt thự rồi thì Nova cũng sẽ xây những cái khách sạn 5 sao từ 3 đến 5 sao ở đây để có thể tùy vào đối tượng khách hàng. Ví dụ như khách hàng mà có điều kiện khá giả hết thì có thể là thuê villa, có thể là thuê những biệt thự đơn lập để họ ở riêng biệt. Nhưng mà có những khách mà bình thường thôi đó thì họ sẽ thích chọn những khách sạn 3 tới 5 sao ở đây đều có hết. Đó nên là cái lượng khách với lại nên là khi mà chị đầu tư đây thì cho thuê hoặc là cái giá trị bất động sản cũng tăng lên rất là nhiều khi mà những cái điểm hạ tầng đó đi vào hoạt động rồi thì chắc chắn bất động sản ở Phan Thiết và bất động sản mà chị mua chắc chắn nó tăng giá rất là cao. Theo Đức Thành đó là hiện tại á, đối với Nova World Phan Thiết thì cái sản phẩm nào là thích hợp cho những nhà đầu tư khi quan tâm đầu tư ở Nova World Phan Thiết hả Thành? Dạ thì thật sự đi ở đây á, thì nó rất là nhiều phân khu và cũng là tùy mỗi gu một khách hàng thôi. Về như em nói, ví dụ như khu Florida đã bàn giao rồi, nếu mà chị thích ở liền, chị thích là trải nghiệm liền, chị thích cho thuê liền, chị muốn lấy tiền liền đó thì chị sẽ mà chọn Florida đúng không? Còn chị là một người thích đánh góp, chị là một người thích có được một cái biệt thự ở trong sân góp, chị đánh góp xong để chị về chị hưởng thụ ở cái biệt thự thì chị sẽ chọn góp villa đó. Hoặc là chị thích những cái kinh doanh đồ nọ, những cái kinh doanh mặt hàng ở đây thì chị chọn những căn shop house đó. Và đặc biệt thì em thấy đang mở bán cái khu vực đó là boutique hotel đó, một trệt 5 lầu rất là đẹp và rất giá hiện tại bây giờ thời điểm này thời điểm mở bán lần đầu tiên nên giá vẫn rất là mềm đó, thì mình có thể thuê, mình có thể làm mà thành những căn mà gọi là nhỏ để các khách sinh viên họ cũng thuê được và để họ trải nghiệm ở đây đó, dành cho mọi đối tượng đúng không? Dạ đúng rồi. Còn cái một cái khu gọi là khu cầm bao ở đây đó là Ocean Residence, thì khu đó em được ví như là ở đó giống như là một ngôi nhà thứ hai vậy đó. Thay vì ví dụ thứ bảy chủ nhật chị có thể chạy từ Sài Gòn về đây xong rồi cả gia đình gồm có ông bà ba mẹ rồi con cái họ sẽ ở một khu đó và họ có tất cả khu vui chơi nè, có trường học nè, có bệnh viện nè, tất cả ở đó, khu cầm bao giống như một khu giống như nhà liền kề ở Sài Gòn đó. Thay vì dạ đúng rồi, thay vì bây giờ mình ở Sài Gòn thì mình xuống đây mình ở, tại vì thật ra thời gian di chuyển rất là ngắn thôi chị, tại vì chị đi thẳng phan cao tốc cái gì xuống là đường cắt ngang 37m của Nova World nối thẳng trực tiếp vào cao tốc luôn, xuống đây có 2 tiếng đồng hồ, thật sự là di chuyển rất là dễ dàng rồi. Tức là đầy đủ các tiện ích đúng không? Dạ để đúng cho rồi. Cho mọi người vui chơi giải trí, đúng rồi, tắm biển, cho tất cả các thế hệ đúng trong rồi, là ba gia đình luôn đúng không? Đúng và rồi. Có thể là giao lưu với bạn bè, hợp tác kinh doanh rồi đúng không? Còn ví dụ như chị là tầng lớp gọi là coi như là cũng gọi là siêu giàu đó, hoặc là gọi là khu mà gọi là khu VIP nhất ở Nova World đó, The Kingdom. Khu đó là khu gọi là khu khá là VIP ở đây, thì một căn ở đó đâu đó nó khoảng tầm từ 25 tới 30 tỷ. Thì đó thì khu đó khu VIP nhất và nó gọi là làm trung tâm của cái dự án Nova World Phan Thiết này của mình. Tại vì đối với một dự án là 1.000 hecta mà cái Kingdom nó nằm ở giữa ngay cái khu đại đô thị của mình. Như là trái tim của Nova World Phan Thiết đúng không? Dạ đúng rồi, và rất là nhiều cái gọi là cái tinh hoa nằm ở The Kingdom. Giống như quảng trường Arena chứa được 10.000 chỗ ngồi thì chỗ đó sẽ là nơi tổ chức rất là nhiều những cái hoạt động gọi là quốc tế ở đó. Tại vì một cái quảng trường mà chứa được 10.000 chỗ ngồi rất là ít đúng không? Đó rồi các cái lâu đài băng, lâu đài lửa đó. Dạ đúng rồi. Thì chị sẽ được trải nghiệm lâu đài băng, thì chị sẽ được trải nghiệm mà không khí là tuyết ở Việt Nam. Đó thì Nova cũng sẽ làm cái điều đó. Và ở đó thì sẽ tập hợp gọi là tổ hợp
những cái khách sạn hay là những khách sạn từ 3 đến 5 sao ở đó luôn. Và nó như một cái thành phố Las Vegas, và sẽ sau này Nova World nó sẽ là giống như một thành phố không ngủ luôn. Như là một cái quận trung tâm, một cái thành phố không ngủ, không, một cái tim của Nova World Phan Thiết. Đúng rồi, chính xác. Rất là tiềm năng cho khách hàng mua ở cái giai đoạn này. Đúng rồi, giai đoạn đầu tiên luôn. Và khách hàng mà đặc biệt luôn là mua chỉ trả trước 15% thôi, và tiến độ thanh toán là coi như là 50% là ngân hàng sẽ tài trợ, và ân hạn gốc lãi tới 2024 luôn chị. Dạ, tại vì dự kiến mới 2022. Dạ đúng rồi, là còn khoảng tầm 2 năm đó. Tại vì The Kingdom dự kiến bàn giao phải tầm 2024. Dạ. Một dự án Nova World Phan Thiết rất là tiềm năng. Dạ. Mọi thông tin chi tiết thêm thì mọi người có thể là liên hệ với là Đức Thành. Dạ. Và chị Tuyết Nhung có thể cung cấp và chia sẻ cho mọi người thêm về dự án Nova World Phan Thiết, là một dự án rất là đáng đầu tư ở trong tương lai, và mọi người hãy đầu tư ngay hôm nay, tại vì khi mà cao tốc và cũng sân bay hình thành rồi thì giá bất động sản lại tăng rất là cao, và mình muốn sở hữu thì khi đó thật sự là cũng sở hữu được thôi, nhưng mà nó sẽ khó và nó sẽ tăng giá rất là nhiều so với thời điểm hiện tại. Rồi, cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.